chó mông cọc vàng sẫm và vàng nhạt thì màu nào đẹp hơn? Mời mọi người cùng xem hai con chó cái giống mà mình ưng ý nhất về cái khuôn mặt của trại nhà mình, là hai cái con chó mà mình tìm sưu tầm ở trên bản về. Hai con cái rất là to, là con lõm và con mờ. Một con thì màu vàng sẫm, vàng cháy, là con lõm. Và một con là màu vàng nhạt, vàng mõm đen. Đó, em mờ. Hai con này thì mình đều rất ưng cái khuôn mặt của chúng nó. Mọi người xem là mọi người nhìn thì mọi người sẽ thích con nào hơn. Cái màu vàng sẫm, lõm, và màu vàng nhạt, là con mờ. Đây là quay hai con với nhau. Hai con khung nó tương đương. Có con lòi này là con vàng mũi nâu, là một con ở cái cỡ khung vừa phải, cỡ khoảng tầm 18 cân. Còn nó bầu này, nó nuôi con thì nó khoảng tầm 19 cân, hơn 19 cân một chút. Còn con lõm ấy và con mờ ấy là hai con chó đều khung rất là to. Lõm thì mới cân là lõm hơn 25 cân. Còn con mờ kia thì nó sàn sàn với con lõm. Nhưng con mờ thì cân của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 23 cân, 22, 23 cân thôi. Nó, con mờ nó chưa có đẻ. Đó, đây là con lõm và con mờ này là hai cái con mà để mà dễ so sánh nhất giữa một cái con mông cọc màu vàng sẫm, vàng cháy với một cái con mông cọc màu vàng nhạt. Cái màu vàng nhạt của con cọc nó cũng rất là đẹp. Đó, nhìn em mờ đó. Vàng mõm đen. Nó không phải là màu trắng nữa mọi người nhé, nó là màu vàng nhạt. Đó, em mờ đó. Một đoạn quay chậm để có nhìn cái khuôn mặt của con mờ. Cọc thì nó có các phong cách chơi với nhau, là nó cứ gặm gặm nhau. Ai mà mới nuôi cọc không biết thì là sợ nó cắn, nhưng mà thực ra là cái kiểu đấy là cái kiểu nô của chúng nó thôi. Đó. Các cái con cái là nó biết, nó theo ý chủ là nó rất là hòa thuận nhau. Đó, một đoạn quay chậm để nhìn con lõm và con mờ trên cùng một khung hình. Đó, tuyệt vời luôn. Mọi người thích cái con màu vàng sẫm hay là màu vàng nhạt? Vàng nhạt nó gần như là màu trắng. Đó, hai em. Mỗi một màu nó có một cái kiểu đẹp riêng. Khi mà để hai con mà nó ở gần nhau thì mới thấy được là cái con màu vàng nhạt nó cũng rất là đẹp. Vàng sẫm thì nó đẹp rồi, nhưng cái con màu vàng nhạt nhìn nó cũng, con chó nhìn nó có độ gọi là theo kiểu là nó thanh. Đây là mờ, mình rất thích cái mặt của mờ luôn. Thần thái tuyệt vời. Đó. Cùng chờ đợi cái đàn chó con của mờ với lại sẹo, sẹo mờ. Xem chó con nó sẽ ra như thế nào. Hai con cọc tịt. Mọi người thích cái con vàng sậm hay là cái con vàng nhạt thì cùng bình luận ở dưới video nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.